nguyện sanh Cực Lạc, đều được vãng sanh thấy Phật. Lại đối với các phương trước sau thành Phật, đồng gọi là Diệu Âm Như Lai. Đây đồng nghĩa là thọ ký cho chúng ta. Chúng ta tương lai đến thế giới Cực Lạc thành Phật đều gọi là Diệu Âm Như Lai. Có lần tôi đọc kinh này, đọc đến đây thì đang ở Mỹ. Lần đó cùng một lúc có hơn 100 người đến xin quy y, không kịp đặt pháp danh. Tôi liền nghĩ đến kinh này, thôi thì chúng ta dùng cùng một tên, cùng tên Diệu Âm Như Lai. Bây giờ chúng ta dùng cùng tên cư sĩ Diệu Âm. Diệu Âm là từ đây mà có, nên tên này không phải là tôi đặt, là Đức Thế Tôn đặt cho chúng ta. Ngày nay pháp danh dùng trong phái quy y của chúng ta đều gọi là Diệu Âm. Vậy danh hiệu Diệu Âm từ đâu mà có? Chính là từ phẩm 48 mà có, thọ ký cho chúng ta. Tất cả chúng sinh ở thế giới Ta Bà vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Tương lai trong 10 thế giới sẽ được thành Phật giáo hóa chúng sanh. Danh hiệu đều gọi là Diệu Âm Như Lai. Diệu Âm có nghĩa là gì? Nam Mô A Di Đà Phật là Diệu Âm. Chúng ta nhờ niệm Phật mà thành Phật, tương lai giáo hóa chúng sanh cũng là dùng phương pháp niệm Phật thành Phật này. Cho nên chúng ta hiện nay dùng Diệu Âm cư sĩ, tương lai là Diệu Âm Như Lai, nhân quả tương ứng. Tên gọi này do Phật Thích Ca Mâu Ni đặt cho chúng ta. Trong kinh Di Đà, trong các đức hiệu của năm vị Phật ở phương Đông, vị Phật cuối cùng là Diệu Âm Phật. Ngài tượng trưng cho sự diệu quang. Phép niệm Phật của chúng ta là Diệu Âm, đều diệu. Vì sao diệu? Diệu ở chỗ nào? Diệu ở chỗ nhất tâm xưng niệm, đó là diệu. Khi niệm Phật tuyệt đối chẳng có vọng tưởng, chẳng có nghi hoặc, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, thì Phật hiệu trong sự niệm Phật ấy chính là Diệu Âm. Làm phần nghi thức thì tôi phải đứng qua một bên để làm chứng minh cho quý vị. Nếu tôi ngồi tại đây thì quý vị sẽ hiểu lầm là quy y Pháp Sư Tịnh Không, vì là sai rồi. Trong chứng chỉ tam quy y, chỗ này tôi ghi là tam quy chứng minh A Xà Lê, là tôi làm chứng minh cho quý vị. Phật và Bồ Tát làm kiến chứng cho quý vị. Được rồi, chúng ta trước tiên hướng về tượng Phật hành lễ tam vấn tấn bà sát. Nhất vấn tấn, nhị vấn tấn, tam vấn tấn. Trước khi chưa tuyên thệ, tôi có vài câu nói với quý vị. Nhiều bạn đồng tu, nếu như chẳng có một hình tượng để y chỉ, đều cảm thấy sự quy y của mình chẳng có nơi nương tựa, cho nên nhất định phải tìm một hình tượng. Vậy chúng ta quy y Phật thì chúng ta quy y A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là bổn sư của chúng ta. Tại sao chẳng quy Thích Ca Mâu Ni Phật mà lại quy A Di Đà Phật? Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta quy A Di Đà Phật. Vì chúng ta quy A Di Đà Phật thì Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ hoan hỷ. Nếu như chúng ta vẫn rất chấp trước Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư của chúng ta, tại sao chúng ta phải quy vị Phật khác? Vị Thích Ca Mâu Ni Phật nghe được đương nhiên vẫn hoan hỷ, nói cậu học trò này không vâng lời. Ngài dạy chúng ta quy y đó nhất định là có lợi ích, tuyệt đối có lợi ích. Chúng ta là nương vào A Di Đà Phật làm thầy. Còn quy y Pháp, chúng ta lấy Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận
làm sự nương tựa cho sự tu học của chúng ta, là quá trình tu học chủ yếu trong một đời này của chúng ta. Đó là ngũ kinh nhất luận của tịnh độ. Ngũ kinh nhất luận này cộng có 6 thứ. Nếu anh chẳng có khả năng tu học toàn bộ thì chọn lấy một là được, một hay là hai đều được cả, thì một đời này của anh quyết định có thành tựu. Còn quy tăng bảo thì chúng ta quy Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, hai vị Bồ Tát tăng này. Quán Âm Bồ Tát dạy chúng ta từ bi, Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta trí tuệ. Từ bi phải có trí tuệ, không thể cảm tình dụng sự. Cho nên chúng ta lấy cái này làm đại biểu cho tăng bảo. Quy như thế này thì là anh đã đến nơi đến chốn. Thôi bây giờ xin niệm theo tôi lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ phải niệm 3 lần. A xà lê tồn niệm, con đệ tử Diệu Âm, từ ngày hôm nay đến khi còn sống, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ một xá. A Xà Lê tồn niệm, con đệ tử Diệu Âm, từ ngày hôm nay đến khi còn sống, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ một xá. A Xà Lê tồn niệm, con đệ tử Diệu Âm, từ ngày hôm nay đến khi còn sống, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ ba xá. Quý vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, đây là quy y Tam Bảo, không phải là quy y một vị pháp sư. Nếu sau này có người hỏi anh có thọ quy hay chưa, trả lời có. Anh quy vị pháp sư nào? Anh nói tôi đã quy y Tam Bảo, quy y A Di Đà Phật. Điều này quan trọng. Nếu như anh nói rằng quy y pháp sư Tịnh Không thì là sai rồi, quả báo tương lai đều sẽ đọa địa ngục vô cùng nghiêm trọng. Tôi là làm chứng minh cho anh, làm chứng minh cho anh truyền thọ tam quy, tuyệt đối không phải là quy y một vị pháp sư nào, cũng không phải là quy y một ngôi đạo tràng nào, là quy tận hư không biến pháp giới, tất cả Phật pháp tăng Tam Bảo. Cho nên cái tâm lượng này rộng lớn vô hạn. Cho nên truyền thọ tam quy, tôi phải đứng qua một bên, không thể ngồi chính giữa. Nếu ngồi chính giữa thì trở thành quy tôi rồi, thì phiền phức rất lớn. Nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Chúng tôi có rất nhiều vị pháp sư làm kiến chứng cho quý vị. Xin đọc theo tôi lời tuyên thệ. A Xà Lê tồn niệm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay đến khi còn sống, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ một xá.
A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay đến khi còn sống, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ một xá. A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay đến khi còn sống, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ ba xá. Theo trong nghi thức, tôi không được ngồi ở chính giữa. Nếu tôi ngồi ở chính giữa thì mọi người sẽ hiểu lầm đã quy y Pháp Sư Tịnh Không. Chúng ta phải dùng tâm chí thành cung kính, hướng về tượng Phật hành lễ cung kính nhất. Vì người quá đông không đủ chỗ lễ lại, chúng ta chỉ hành lễ xá ba xá thì được rồi. Xin thầy Duy Na đánh khánh. Đọc lời chuyên thể, xin quý vị đọc theo tôi. Đọc một lần thì lễ một xá. A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay thân mạng còn sống, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ một xá. Lại đọc tiếp lần thứ hai. A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay thân mạng còn sống, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ một xá. A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay thân mạng còn sống, quy Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ ba xá.
Quý vị đồng tu đã thọ xong tam quy, kế tiếp là thọ ngũ giới.